Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Rồi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, mà rất là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á. Nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp chủ luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây mời bạn trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê quán của em hả? Dạ đúng rồi. Còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Cũng dễ căng ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê cô ấy ở đâu. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long? Dạ, Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Dạ, chắc là ở Bình Phước à. Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Dạ. Em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. À. Mà quê mình Lấy Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. À, rồi em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi, em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em á, thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sống được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. Yên tâm bên đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít.
Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Rồi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất có, là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình rồi, nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì... quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy cưng thấy sao cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, con chào chị, chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, yeah, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ, dạ, là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Đúng rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên chồng thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cả người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm mà quỳ gối xuống đó luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn rồi, tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau nắm tay nhau nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó. Trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không, mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ, nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hơi nhanh thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái, ôm chặt vô. Xin phép gì hả cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao, em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái bạc thôi, không có. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Yeah.
quấn quýt luôn rồi đó. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc.